Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 2 nhé. Sở hữu tài khoản mạng xã hội TikTok với gần 3 triệu lượt theo dõi, thế nhưng lại đăng tải đoạn video có hành động vô ý thức, mất vệ sinh, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như thế này. Hãy cùng với SNews tìm hiểu chi tiết hơn về sự việc đang gây bức xúc này nhé. Cách đây ít giờ, tài khoản TikTok TT với hơn 2,6 triệu lượt theo dõi đã đăng tải một đoạn video clip thực hiện thử thách ăn ớt xim tại quán phở. Điều đáng nói là hành động mất vệ sinh của nam TikToker này đã khiến nhiều người phải để lại những bình luận phẫn nộ, chỉ trích dữ dội. Cụ thể, khi ngồi ăn trong quán phở thì TT đã xúc một thìa ớt cho vào bát của mình, sau đó thì xúc thêm một thìa khác rồi đút thẳng vào miệng và nhai ngấu nghiến. Xong xuôi thì TT lại thản nhiên cho lại chiếc thìa mà mình vừa ăn vào hũ như không có gì xảy ra. Đoạn video ngay sau khi được chia sẻ đã lập tức nhận về rất nhiều những bình luận chỉ trích về việc mất vệ sinh, bởi lẽ đây là một hũ ớt chung, những người sau đến không biết sẽ sử dụng thìa như bình thường. Chưa kể nếu đó đúng là hũ ớt ở quán thì trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, việc dùng chung đũa thìa như vậy sẽ làm tăng nguy cơ khả năng lây lan bệnh tật. Ghi nhận một số bình luận như sau: cái muỗng ăn rồi còn bỏ lại vô hũ, biết suy nghĩ một tí đi. Dịch còn mà lại ngậm muỗng ớt rồi bỏ vô đó, ai ăn sau rồi sao đỡ nổi anh. Cái muỗng ăn xong để vô hộp cho người khác xài à, vân vân. Có thể thấy rằng dù nhận về rất nhiều những bình luận chỉ trích như vậy, thế nhưng phía TT vẫn chưa có bất kỳ một phản hồi nào. Các bạn thân mến, còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ như thế nào trước hành động này? Hãy để lại comment ở dưới cho SNews cùng được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.